rồi mai, cây mai trên sân thượng á đó thì nha các bạn. Chín rồi, hạnh chín rồi, chín rồi nè, ngon, đậu lúa nha, khổ qua nha, Tết mình trồng đậu đũa với khổ qua, các bạn thấy cái trái đậu lúa nó dài, dài, đây là trái đầu nên mình để làm giống cho nó chưa ăn, còn bên đây là ăn được rồi nè. Đó, nè nhìn nè, trái nè, trồng xen với khổ qua, mà khổ qua cái trái nó tí xíu, qua Tết mới ăn được rồi. Đó, đang ra bông nè, nhiều lắm. Đó, thấy không? Ở đây 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 có một trái khổ qua. Được bao nhiêu đây nè. Nó cười quá không. Nhỏ xíu. À cái lụa của mình nè. À cái trái này nó chín rồi các bạn ơi. Cái lụa mà nó chín quá thì nó nứt ra luôn rồi nha. Thấy không? Nó nứt ra luôn và nó đỏ luôn rồi các bạn. Đó. Ăn rất ngon nha, rất ngọt nha. À, mình hái cái trái lụa này cái này. Đỏ quá. Nhưng mà cái trái lụa của mình nó nhỏ lắm. Nó, tại vì trồng vô cái chậu nó nhỏ nên cái trái nó không có to. Nhưng mà ăn rất là ngọt. Rồi bảo đảm là không phân thuốc nha. Cái bọc tôm, cái bọc tôm này á là hôm qua đó đám nhà đó nên mình giữ lại cơm nướng nha, mình giữ lại để đi làm phân nó rất là hay, tại vì mình sẽ chôn dưới này nè nó không bị hôi, mà mình trồng rau á nó cho trái nhiều mà cây rau mình tốt lắm. Bởi vì mình luôn giữ là vỏ tôm lại hoặc là vỏ trứng sát trà để mình trộn vô, tại vì trên sân thượng á, trên sân thượng nó không có đủ chất dinh dưỡng nên mình phải cho nó thêm chất dinh dưỡng, là mình là nhất là vỏ tôm, vỏ cua cũng được nữa. Đó. Mình đây cái này nè, cái này là cái hạt của cây hẹ mình gieo á, mình gieo lên nó mau lên lắm bạn, mình mua sao nó không lên nên mình hay giữ hạt giống lại mình gieo rồi hồi mình lắp vỏ tôm rồi vô nữa nó tốt cho xem.